Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 61, Đại tiểu thư đánh trả thánh mẫu 2. Nghĩ đến đây, bà ta liền đi tới hai bước, đứng trước mặt lão phu nhân, khom người nói, "Lão phu nhân, buổi sáng nay ta đưa nha hoàn đến phủ, lúc trở về nghe được một chuyện rất thú vị." Không biết ngài có hứng thú nghe một chút không? Thẩm phủ mỗi lần mua nha hoàn đều là do Ngũ bà mối đưa qua, nên quen biết nhau. Ngũ bà mối có thể nói, mỗi lần đều có thể kể vài chuyện thú vị cho lão phu nhân nghe, lão phu nhân cũng có thể xem như thích nói nói với bà ta vài câu. Lúc này trong lòng không vui, mấy tháng rồi không ở Dương Châu, cũng muốn nghe chút chuyện, liền gật đầu nói, ngươi cũng theo vào đi ngũ bà mối bảo 21 nha hoàn còn lại ở lại trong sân, còn mình thì theo lão phu nhân đi vào trong viện. Lão phu nhân ngồi ở ghế trên, ngũ bà mối liền đứng phía dưới, bắt đầu mặt mày hớn hở nói, hôm nay không phải là ngày bạch hạc thư viện báo danh sao? Ta nghe nói hôm nay ở đó một nữ đệ tử mới, bộ dạng xinh đẹp như nước, trên người mặc một bộ y phục tang trắng mộc mạc. Kết quả vừa nhìn thấy phu tử dạy học là cần vương thế tử liền té ngã trên đất. Nói mình bị trẹo chân, khiến Cẩn Vương Thế tử phải đỡ nàng đứng dậy, kết quả thật không ngờ nha, Cẩn Vương Thế tử lại đỡ nàng ta đứng lên thật, thế là nàng ta bị các đệ tử khác trong thư viện ghen ghét, vị Trương đại tiểu thư tức giận đến nhéo nàng ta vài cái. Theo lời bà ta nói, sắc mặt lão phu nhân lại càng nghe càng kém, càng ngày càng kém, cuối cùng quả thật đen đến mức không thể đen hơn được nữa. Bích Liên chừng đôi mắt thật to nhìn Vi Ngưng Tử, hai tay nắm chặt sắc mặt lúc xanh lúc trắng trong đôi mắt hình như có thể phun hỏa tới nơi rồi sắc mặt vi ngưng tử càng ngày càng trắng bệch nàng không ngờ chuyện lại biến thành như vậy ngẩng đầu nhìn vân khanh nàng chỉ mỉm cười ngồi đó dáng vẻ đoan chính mỉm cười với nàng ta ngũ bà mối nhìn thấy vẻ mặt các nàng biết việc hôm nay được người phân phó đã thành công rồi hơn nữa vừa rồi nàng nhìn điệu bộ của hai mẹ con này cũng thật sự không thích liền càng thêm ra sức, tiếp tục nói, cũng không biết là tiểu thư nhà ai, mặc y phục trắng lại đi dụ dỗ nam tử, cũng không lạ tính tình đại tiểu thư hầu phủ, thật không biết cấp bậc lễ nghĩa mà, nếu người nhà nàng ta biết được, không biết thương tâm đến thế nào nữa. Ai, nếu ta có cháu gái như vậy, nhất định không chỉ tức đến hộp máu thôi đâu. Được lắm, lão phu nhân khí huyết cuồn cuộn, rốt cuộc nhịn không được nữa, hét lên, cắt ngang lời ngũ bà mối nói tạ thị không rõ chuyện từ đầu tới cuối là như thế nào, nhưng nhìn sắc mặt lão phu nhân cũng biết bà ta thật sự tức giận, vội nói, ngũ bà mối, người đi trước đi, tiền bạc này cứ theo quy củ cũ mà làm đi. Ngũ bà mối vốn không muốn ở lại, bà cũng chỉ vì chuyện buôn bán làm ăn thôi, chuyện khác đã nói hết rồi, cũng nên kết thúc, Lưu Thúy thấy bà lui ra ngoài, cũng lặng lẽ đi theo phía sau. Ra khỏi Vinh Tùng Viện, tới nơi ít người qua lại, Lưu Thúy từ trong tay áo lấy ra một cái hầu bao đặt vào tay ngũ bà mối, cười nói, ngũ bà mối, cảm ơn, lần này ngươi làm việc không tệ. Sờ sờ trọng lượng hầu bao, ngũ bà mối thấy không hề nhẹ nha, nhếch miệng cười, cất hầu bao vào đai lưng, như người liếc nhìn vào bên trong, nói, với điệu bộ các nàng đó, dù đại tiểu thư không cho ta nói, ta cũng sẽ nói cho lão phu nhân biết. Lúc giữa trưa, có một nha hoàn đến tìm bà mối, nói là thẩm đại tiểu thư phái tới nói lúc bà mang nha hoàn đến thẩm gia tìm cơ hội kể chuyện thú vị cho lão phu nhân nghe chỉ cần kể xong chuyện này sẽ có một khoản thù lao hậu hĩnh đối với bà mà nói chỉ cần mở miệng là có thu hoạch sao lại không làm chứ trạch đấu trong gia đình giàu có bà xem cũng nhiều rồi cũng biết phu nhân cùng vị tiểu thư đó trong mắt so với đài sen còn nhiều lỗ hơn đơn giản một câu e rằng có người sẽ chết bà cũng không nhiều lời nữa Lúc này liền cáo từ, mang theo 21 nha hoàn còn lại đi ra cổng. Ngũ bà mối đi rồi, Lưu Thúy lại đi dọc theo đường trở về Vinh Tùng viện. Lúc này trong viện, mọi người nín thở, biết trước chuyện này, ánh mắt xem thường nhìn Vi Ngưng Tử, không biết tình hình bên trong, dựa vào hình tượng nữ tử trong chuyện Ngũ bà mối vừa kể, cũng đoán được là biểu tiểu thư hôm nay đi cùng đại tiểu thư đi báo danh. Nói chung không khí vô cùng căng thẳng, không ai dám mở miệng nói chuyện tay lão phu nhân quét qua ném cái chén trên bàn rơi choang xuống đất vừa lạnh vừa giận nói được lắm các ngươi một đám dở tâm kế muốn lấy ta ra làm bia ngắm bắn đúng không các ngươi đùa như vậy vô lại như vậy có còn đem ta đặt trong mắt không bích liên sợ tới mức bụp một cái liền quỳ xuống nói với lão phu nhân không có lão phu nhân nô tỳ sai lầm rồi nô tỳ quả thật không biết sau khi đụng vào biểu tiểu thư lộ ra dấu mắt trên thắt lưng, nàng nói là ở trên xe ngựa đụng chúng Nô Tỳ thấy không giống, hỏi biểu tiểu thư nàng lại ấp a à, ấp úng, nói không dám nói, Nô Tỳ thầm nghĩ rằng không thể để nàng chịu uất ức, lúc này mới hoài nghi đại tiểu thư, hỏi biểu tiểu thư, nàng cũng không trả lời, nói Nô Tỳ đừng hỏi nữa, Nô Tỳ thấy lão phu nhân ngày thường yêu thương nàng. Lúc này mới mở miệng, ai biết đó lại là cái bẫy, nàng thế mà lại lợi dụng Nô Tỳ cáo trạng với ngài nàng thật không ngờ biểu tiểu thư lại là người như vậy. Bích Liên là nha hoàn bên cạnh lão phu nhân, vừa rồi nghe xong lời ngũ bà mối nói liền hiểu mình nhất định bị người lợi dụng rồi. Biểu tiểu thư ở học viện dụ dỗ người ta không được, bị ức hiếp, trở về còn muốn giá hỏa cho đại tiểu thư, đây mới là sự thật. Vì ngưng tử ban đầu nghĩ lần này nàng nhất định có thể khiến Vân Khanh cùng tạ thị chịu chút đau khổ, lợi dụng miệng Bích Liên truyền lời tới cho lão phu nhân, đến lúc đó lão phu nhân sẽ cho các nàng ta đẹp mặt cho dù vân khanh có cố giải thích cũng là già mồm át lẽ phải nếu vân khanh kể chuyện nàng trong thư viện dụ dỗ thế tử nàng càng có thể khóc lóc kể lể là bị người ta vu oan tóm lại chỉ cần vân khanh mở miệng nói sẽ trở thành ức hiếp khách nhân là nàng mà vân khanh không mở miệng nói vậy chỉ càng làm lão phu nhân chán ghét thôi không ngờ thế nhưng lại bị một bà mối bất ngờ xuất hiện phá hủy mất thật sự là người tính không bằng trời tính, Thẩm Vân Khanh thật sự là mệnh quá tốt. Nàng làm sao cũng không ngờ Vân Khanh lại nhìn thấu độc kế của nàng, khéo léo hóa giải âm mưu nguy hiểm này. Vì ngưng tử vừa thấy lão phu nhân tức giận, mặt nhỏ trắng bệch. Nàng hiện tại chỉ dựa vào lão phu nhân thôi, nếu lão phu nhân, nếu lão phu nhân không quản nàng cùng nương nữa, hai người bọn họ nhất định phải dọn ra ngoài. Nàng cắn chặt răng, đáy mắt lập tức chứa đầy nước mắt xông lên quỳ gối dưới chân lão phu nhân nói tổ mẫu tổ mẫu oan uổng a à. cháu thật sự ở trong thư viện bị người ta ức hiếp vì các nàng ấy nhìn thấy cháu là một đứa nhỏ không có cha lại từ nơi khác tới bên người không có ai để dựa vào nên ức hiếp cháu sau khi trở về không cẩn thận đụng trúng bích liên tỷ tỷ nàng cứ truy hỏi thương thế của cháu cháu cũng có lòng tự trọng chu có sao sao có thể nói ra miệng được a à? cháu nghĩ là bích liên tỷ tỷ nhất định hiểu sai ý của cháu cháu không có nói là biểu muội làm a à. thấy nàng nước mắt nàng sắp tuôn ra rồi tranh luận có vẻ đáng thương như vậy bích liên chỉ cảm thấy mắt mình bị mù rồi nàng ngẩng đầu nói biểu tiểu thư lúc nô tỳ hỏi người có phải do đại tiểu thư làm hay không người không hề phủ nhận ngược lại còn tránh nhắc tới nữa ra vẻ là người không dám cáo trạng mà nhưng mà bích liên tỷ tỷ Ta chỉ là một nữ tử mồ côi cha vừa mất, nếu bị đại tiểu thư hầu phủ ức hiếp, chẳng lẽ có thể cùng nàng ta đấu sao? Chẳng lẽ ta có thể nói cho tổ mẫu, khiến tổ mẫu tức giận hầu phủ sao? Ta không thể a, à, ta chỉ có thể nén giận thôi. Lúc ngươi nói ngươi đánh ta là biểu muội, ta nói ngươi đừng hỏi nữa, ta cũng không gật đầu a. À. Vì Ngưng Tử vừa khóc vừa cài lại, may mắn nàng thông minh, lúc đó cô ý nói lời mập mờ, thế nào cũng được. Giờ đây cãi nhau như vậy cũng không có chứng cứ để mà nói. Ngươi, Bích Liên bị nàng nói cho nghẹn lời, tức khắc bực mình khóc lên, "Biểu tiểu thư nói đúng, lúc ấy nàng ta không có thừa nhận, là tự mình nghĩ như vậy, là tự mình ngu xuẩn bị người ta lợi dụng." Lão phu nhân nghe hai người bọn họ, ta một câu, ngươi một câu, đã cực kỳ không vui rồi, lạnh lùng liếc mắt nhìn Vi Ngưng từ một cái nói với Bích Liên, ngươi là nha hoàn bên cạnh ta hai năm rồi, làm việc không thận trọng như vậy, chưa biết rõ ràng liền bị người xúi dục đến cáo trạng chủ tử. Mưu hại chủ tử, dựa vào quy củ trong phủ, trực tiếp bán ra ngoài. Chương 62, đại tiểu thư đánh trả thánh mẫu, 3. Bích Bình vừa nghe thấy, sắc mặt thay đổi, nàng cùng Bích Liên, hai người đều là người hầu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau đó lại cùng kiêu ngạo trở thành nha hoàn trong phòng lão thái thái là cực kỳ có thể diện lần này nếu không phải bị biểu tiểu thư lợi dụng thì sao bị như vậy được nha hoàn bị bán ra ngoài làm sao còn có ngày lành a à, nói không chừng còn có thể bị bán vào nơi dơ bẩn nào đó nữa nàng nhìn những người xung quanh vẻ mặt tạ gì không chút quan tâm đáy mắt còn có chút hả hê nữa chỉ cần không phải chuyện của bà ta bà ta hoàn toàn không thèm để ý làm gì trên mặt phu nhân tức giận chuyện này liên lụy đến đại tiểu thư phu nhân nhất định không tha thứ cho bích liên ai cũng nói tính tình phu nhân rất tốt nhưng nếu là vì chuyện của đại tiểu thư sẽ trở thành sói mẹ bảo hộ con ngay uy nghiêm của đương gia chủ mẫu cũng sẽ dùng đến lại càng không nhượng bộ lần trước đại tiểu thư rơi xuống nước hai nha hoàn bên cạnh tiểu thư đã bị bán ra ngoài chỉ còn lại lưu thúy nàng nhìn mãi trong phòng chỉ có đại tiểu thư là có thể cầu xin. Vân Khanh ngồi trên ghế cây tử đàn ở bên, sắc mặt như nước, lúc này Vi Ngưng Tử có nói gì cũng vô dụng thôi. Trong lòng lão phu nhân đã nhận định là nàng xúi dục Bích Liên, Bích Liên đi theo bên cạnh lão phu nhân lâu như vậy, lão phu nhân còn không rõ tính cách của Bích Liên sao? Tất nhiên là Vi Ngưng Tử ám chỉ quá thâm sâu, Bích Liên mới có thể như vậy, cho dù Trừng trị Bích Liên sau này ở Thẩm phủ Vi Ngưng từ muốn tìm một người nói chuyện với nàng, cũng sợ là khó khăn. Cảm nhận được hai ánh nhìn lo lắng đang nhìn mình, Vân Khanh ngẩng đầu nhìn lại, mắt Bích Bình đo đỏ đang nhìn mình, trong mắt đều là cầu xin. Muốn nàng cứu Bích Liên sao? Vân Khanh suy nghĩ một chút, sau khi thấy đáy mắt Vi Ngưng từ hiện ra tia sáng, chậm rãi đứng lên, cúi thân người, nói với lão phu nhân, tổ mẫu cháu nghĩ trừng phạt bích liên như vậy không được ổn lắm. Như thế nào, người ừ. muốn cầu xin cho nàng ta sao? Lão phu nhân lạnh lùng nhìn Vân Khanh hỏi. Lần này bích liên vu oan cho cháu, nếu trực tiếp bán nàng ra ngoài, cơn tức của cháu khó mà tiêu mất, chi bằng cho nàng ta đến viện của cháu làm tiểu nha hoàn đi, làm cho nàng ta tự xét lại mình, còn có thể cho nàng lập công chuộc tội. Vân Khanh nhã nhặn nói. Thật ra lão phu nhân biết lần này không thể hoàn toàn trách bích liên được. Nhưng quy củ là quy củ. Bà phà hủy, mọi người bên dưới cũng sẽ học theo. Chỉ khi chủ tử bị oan uổng là Vân Khanh mở miệng mới có bậc thang mà xuống. Bà mặt lạnh, vô cùng không bằng lòng nói với vời bích liên. Tuy đại tiểu thư thiện lương tha thứ cho ngươi, nhưng ngươi phạm lỗi lần này. Lát nữa đi xuống đánh hai mươi đại bản cho nhớ. Còn không mau cảm ơn đại tiểu thư. Bích liên thật không ngờ, đến cuối cùng lại là người mà nàng cho là âm độc, đại tiểu thư mở miệng cứu nàng, tuy phải chịu 20 đại bản, từ đại nha hoàn trở thành tiểu nha hoàn, nhưng so với bị bán ra ngoài còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần, vội vàng xoay lại, dập đầu với Vân Khanh, nói, Bích Liên cảm ơn đại tiểu thư, cảm ơn đại tiểu thư. Người từ chỗ của ta đi ra, không còn gọi là Bích Liên nữa, để đại tiểu thư cho ngươi cái tên đi. Lão phu nhân lại bỏ thêm một câu, lời này là ngầm ra hiệu cho vân khanh sau khi nàng đi khỏi nơi này bích liên chính là người của vân khanh không cần lại tính nợ cũ nữa chu hích làm nha hoàn đến cả tên cũng hốc phải của mình tội quá xem ra bích liên rất được lòng lão phu nhân vân khanh liền gật đầu nói chuyện trước đây đều đã qua rồi về sau ngươi ở trong viện của ta gọi là phi đan đi trước kia là bích liên giờ là phi đan lập tức dập đầu nói Phi Đan Đa Tạ Đại Tiểu Thư Ban cho tên gọi. Vân Khanh sau khi gật đầu, đầu tiên là khéo léo bưng trà trên bàn đưa cho lão phu nhân, thân thiết nói, tổ mẫu, người uống trà cho bớt giận đá, hà tất gì vì mấy kẻ ti tiện bỉ ổi tự làm tổn thương thân thể mình, thật sự không đáng đâu. Lão phu nhân uống mấy ngụm trà, gật đầu nói, người thật là hiếu thuận, lòng giả cũng rộng lượng, bị oan ức lớn như vậy cũng không oán giận, không khóc sướt mướt đây là nói vi ngưng tử ném đá giấu tay vân khanh biết được thái độ của lão phu nhân hiểu được lần này vi ngưng tử không có cách nào trong sạch nỗi nữa trong đôi mắt đen đầy mây mù mang theo ý cười khóe miệng cong lên nói tổ mẫu bên người ngài luôn có hai người hậu hạ bên cạnh giờ chỉ còn lại bích bình tỉ tỉ tạm thời không có ai để thay thế vào ngài chọn dùng tạm vậy nếu thấy không được đến lúc đó đổi người khác cũng được trong lời nói mang đầy vẻ săn sóc làm lão phu nhân thấy vô cùng thoải mái bích liên đi rồi trong phòng bà thật sự cũng cần thêm nha hoàn biết lão phu nhân đồng ý rồi vân khanh liền bảo hai đại nha hoàn mình vừa chọn đến trước mặt lão phu nhân lão phu nhân ngước đôi mắt lão đánh giá hai nha hoàn trước mặt đối với hai nha hoàn cháu gái chọn rất vừa lòng chỉ người dáng cao gầy khuôn mặt tròn mà có phúc khí nói liền nàng đi nha hoàn đó cũng thật thông minh dựa vào một màn vừa rồi nàng biết cuộc sống đi theo lão phu nhân nhất định có thể rất tốt, lập tức quỳ xuống nói, nô tỳ cảm ơn lão phu nhân khen ngợi. Ừ, người tên là gì đây? Lão phu nhân hỏi. Nô tỳ gọi là thiêm đệ, vừa nghe tên vài vị tỷ tỷ đều vô cùng êm tai, vẫn muốn xin lão phu nhân ban phúc cho nô tỳ cái tên. Chà, thật là một nha đầu khéo léo. Lão phu nhân vừa nghe vậy, cười cười nói, trong viện ta đều bắt đầu bằng chữ bích, bộ dáng ngươi khôn khéo, vậy gọi là bích lăng đi. Đại nha hoàn mới bích lăng vội vàng dập đầu cảm tạ, cảm ơn lão phu nhân. Lý ma ma đứng một bên nhìn thấy hành động của Vân Khanh, trong lòng thầm chép miệng, lại nhìn đại tiểu thư mới 13 tuổi thôi, trong lòng cảm thấy nhiều thêm một tầng khác biệt nữa. Lần này Bích Liên phạm lỗi là không đúng, nhưng lúc đầu nhìn bộ dáng lão phu nhân, đối với Bích Liên còn chốt thương tiếc tuy sẽ không giữ lại bên cạnh nữa, nhưng cũng không thật sự bán nàng đi được. Hơn nữa cha mẹ Bích Liên ở trong phủ cũng được xem là ma ma quản sự. Đại tiểu thư biết thời biết thế nói một câu cầu xin đã thu mua được tấm lòng của Bích Liên. Từ này về sau một nhà Bích Liên còn không một lòng một dạ với đại tiểu thư sao? Lão phu nhân cũng sẽ nhớ rõ cái tình này. Và lại, quan hệ của Bích Bình cùng Bích Liên trước giờ không tệ. Sau này nhất định sẽ giúp đỡ đại tiểu thư một chút mà nha hoàn bích lăng mới tới này nếu thật sự lanh lợi ở trong lòng cũng sẽ biết ơn đại tiểu thư đã giới thiệu mình như vậy hai đại nha hoàn bên cạnh lão phu nhân đều nói giúp đại tiểu thư tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều một việc làm vô cùng đơn giản có thể tạo hiệu quả cao như vậy quả nhiên là lợi hại e rằng sau này phu nhân còn phải nhờ vào đại tiểu thư giúp đỡ xử lý một số chuyện sau khi xử lý xong việc các nha hoàn lão phu nhân chậm gì gì nói với vi ngưng tử đang quỳ trên mặt đất, ngươi cũng đứng lên đi. Vi ngưng tử gặp chuyện này cuối cùng đã bị vạch trần, dập đầu nói, cảm ơn tổ mẫu. Lúc này mới chậm rãi đứng lên, cũng không dám ngồi xuống, đứng bên cạnh tạ gì. Lão phu nhân liếc nhìn hai mẹ con các nàng một cái, trong mắt hiện lên tia chán ghét, nhìn thấy khuôn mặt vi ngưng tử càng thấy bực bội, tuổi còn nhỏ đã biết lén lút giờ thủ đoạn, vô cáo hãm hại chính biểu muội của mình, không biết học thủ đoạn này từ ai nữa. Thật ra lão phu nhân ghét nhất không phải là vi ngưng tử muốn vu oan cho Vân Khanh, mà là bà cảm thấy mình đã bị mất mặt, vi ngưng tử giở trò với nha đầu bên cạnh bà, liên lụy bà cũng bị coi như đầu sò đối phó người khác, nếu không phải ngũ bà mối kể chuyện ở thư viện ra, chờ sau khi bà mắng Vân Khanh xong, đến lúc đó người ta nói ra sự thật, đó chẳng phải là cực kỳ mất mặt sao bà vốn cảm thấy trong phủ không nhiều người lắm, vì ngưng tử lại có thể nói chuyện hợp với bà, hai người này ở trong phủ chắc sẽ náo nhiệt chút, lúc này nghĩ đến, người như vậy ở trong phủ không chừng ngày nào đó sẽ dở ám chiêu với mình. Bà lại liếc nhìn Vân Khanh một cái, thấy vẻ mặt nàng bình thản, đáy mắt mơ hồ oan ức, ánh mắt lại hào phóng thanh cao, không có vẻ căm giận gì cả. Cháu gái của bà ngoan ngoãn như vậy, nếu không phải vừa vặn ngũ bà mối nói chuyện này ra, hôm nay còn không bị oan ức sao? Lâu như vậy nàng cũng không mở miệng nói câu trách cứ nào, mà mình lại thiên vị cháu gái giữa đường đi ra này, cũng quá kỳ cục rồi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 63, Đại Tiểu Thư Đánh Trả Thánh Mẫu, 4. Nghĩ đến đây, lão phu nhân liền hoảng lại nói với tạ thị, nói lão gia ngươi, chuyện sinh ý của nhà mình quan trọng, nhưng chuyện tìm chỗ ở cho gì với cháu gái cũng không thể qua loa được cuối cùng để người ta ở lại khách viện của chúng ta không tốt lắm, không phải để người ta nói xấu sao, khiến hắn để bụng. Lời này của lão phu nhân, giống như trên mặt vi ngưng tử còn đang tươi cười thắng lợi hung hăng tát một bạt tay vậy, lập tức khiến vẻ mặt vi ngưng tử cùng tạ gì khó coi hơn. Hai người bọn họ định lợi dụng khoảng thời gian này lấy lòng lão phu nhân, chỉ cần lão phu nhân không nói gì về việc để các nàng ra khỏi cúc khách viện, vậy các nàng vẫn ở trong đó cũng không ai dám đuổi các nàng đi dù sao tạ gì cũng là ân nhân cứu mạng của lão phu nhân hôm nay lão phu nhân cố tình nói vậy các nàng đương nhiên là không còn gì để nói nữa tạ thị vốn không định để mẹ con các nàng ở lại thẩm phủ trước đây lão phu nhân không nói gì nàng cũng không dám nói tránh cho người ta nói thẩm phủ mỗi người một ý nàng lại là thân tỷ tỷ nên cũng ngại mở miệng lúc này đương nhiên gật đầu nói mẫu thân nói phải con dâu sẽ truyền lời cho lão ra. Khóe miệng Vân Khanh cười nhẹ châm chọc, đáp lại khuôn mặt trắng xanh của Vi Ngưng Tử, còn có đáy mắt tạ gì hưng hực lửa giận. Trong lòng bọn họ nhất định là tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt vẫn cố không dám có một chút biểu đạt nào, chỉ cần các nàng dám nhăn mặt, không chừng lão phu nhân một chút ân tình cuối cùng cũng không còn. Hai người làm bộ vui vẻ, nói với lão phu nhân, phiền lão phu nhân quan tâm. Không cần các ngươi tìm được chùa tốt ta cũng yên tâm lão phu nhân nghiêng người dựa vào cái gối phía sau mắt hơi buông lỏng nói tạ thị vừa thấy liền biết mẹ chồng đã mệt rồi liền đứng dậy nói mẫu thân con dâu lui xuống trước ừ các ngươi đều ra ngoài đi lão phu nhân khoát tay nghiêng người xuống gối ngủ một chút những người khác thấy vậy đều theo tạ thị đi ra ngoài ra khỏi vinh tùng đường sắc mặt tạ gì liền đen lại nhìn thấy tạ thị nói khó nghe, nhìn thấy ta bị lão phu nhân đuổi đi, tỷ tỷ giờ vui vẻ lắm. Tạ thị nghe vậy nhìn Tạ gì cười cười, muội muội nói thế sai rồi. Ngươi vốn không phải người thẩm gia, chỉ ở tạm trồ này, lão phu nhân cho ngươi ở lại mới khiến lão gia để ý đến đến các viện thích hợp ở Dương Châu. Lời này của ngươi làm tổn thương tấm lòng của lão phu nhân rồi. Hừ, Tạ gì hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang tia khinh thường cái lão phụ bên trong kia giờ đây không đáng tin cậy nữa, bà còn kiêng nể cái gì, mắt lé nhìn tạ thị nói, ta đến đây lâu như vậy, không thấy tỷ tỷ có ý định đưa ta đi qua nhà cô. Mới vừa bị lão phu nhân đuổi khỏi cửa, tạ gì lấp tức nghĩ tới liễu phủ, trong đầu bà thật ra mỗi người đều tính tới hết, hiện giờ dựa vào thầm phủ không được nữa liền định thử đi tới liễu phủ xem sao. Tạ thị cũng nhìn thấu trò hề của bà ta rồi vừa rồi nói chuyện của vi ngưng từ bà còn chưa rõ ràng lắm e rằng lại là muội muội này đằng sau giờ trò. nàng liền hơi ghét rồi thản nhiên nói ngày nào ngươi chuẩn bị tốt rồi ta liền đưa thiếp mời cho ngươi đi liễu phủ ta ở trong phủ lại không có việc gì sau hôm nay liền có thể tạ gì bỏ lại một câu như vậy kéo vi ngưng từ xoay người bước đi chậm rãi đi theo phía sau là hai mươi hai nha hoàn do thẩm gia mua cho mẹ con bà cùng tính tình kiêu căng của bà ta trở thành một sự tương phản rõ nét. So với khí thế kiêu ngạo của tạ gì, vi ngưng tử vẫn chưa hiểu lắm, vì sao kế hoạch này của nàng chu đáo, cẩn thận như thế, lại gặp phải ngũ bà mối cố tình kể chuyện, khiến toàn bộ đều thất bại, ngược lại còn bị lão phu nhân chán ghét nữa, đuổi mẹ con các nàng ra khỏi phù. Lòng nàng tràn đầy nghi hoặc, quay đầu nhìn Vân Khanh, nhưng thấy vẻ mặt nàng tươi cười, dựa vào tạ thị, tươi cười trên mặt đầy hạnh phúc cùng vui sướng, mà trong mắt tạ thị cũng tràn đầy quan tâm cùng yêu thương. Hai bóng người đan vào cùng một chỗ, ánh mặt trời sau lưng bọn họ làm hình ảnh này càng khiến người ta hâm mộ. Người nói với ta đây là mưu kế tốt, nói có thể khiến lão phu nhân không thích Vân Khanh cùng tạ thị nữa, giờ thì sao, ngược lại chúng ta lại bị đuổi đi, người nhìn người xem, thật là một chút cũng không dùng được. Tạ gì chửi mắng vi ngưng tử đáy mắt tràn đầy bất mãn. Vì ngưng tử thu hồi tầm mắt, nhìn thấy mặt tạ gì đang tràn ngập oán hận, buổi sáng sau khi biết nàng bị người ta ngắt bị thương, lợi dụng vết thương đó đi vu oan cho Vân Khanh, mở miệng đều là hận tạ thị cùng Vân Khanh. Không ân cần thăm hỏi đến vết thương trên người nàng lấy một câu, còn không ngừng nói dùng thật tốt, xuất hiện vết thương thật là tốt, mãi cho đến nay đều là như vậy. Vì cái gì, vì cái gì, ông trời ơi! người không công bằng vì cái gì người đối tốt với thẩm vân khanh như vậy nàng ta được cha mẹ cưng chiều có gia đình giàu có đồ sộ nàng ta muốn gì có đó còn cho nàng ta vận số tốt như vậy nàng rốt cuộc có điểm nào kém nàng ta chứ nói về tài mạo nói về trí tuệ không cái nào thua kém thẩm vân khanh nàng thật không cam lòng nhìn thấy bóng dáng vi ngưng từ mảnh khảnh mang vô hạn không cam lòng khóe miệng vân khanh không khỏi cong lên cười lạnh nàng biết lúc này Vi Ngưng Tử đang suy nghĩ cái gì, nàng nhớ lại trước khi chết, những lời nói ác độc của Vi Ngưng Tử, mỗi một câu đều là ghen ghét, đố kỵ, căm hận. Trên thế giới này có một loại người, bình thường không có khiếm khuyết lớn nào, duy nhất lại thể làm cho nàng điên cuồng, đó là lòng ghen tị. Lòng ghen tị có thể làm một người mất đi lý trí, mất đi suy nghĩ, nàng ghen tị những ai tốt hơn mình, một khi nhìn thấy người ta vượt qua mình có thứ mà mình không có sẽ bị cuốn vào sự hối tiếc. Tủi thân, tự cho rằng vì người đó mà mình trở thành người xui xẻo nhất thế giới, do đó muốn cướp đi hết tất cả những gì người đó có, có thể cướp liền cướp, không thể cướp liền phá hủy, ác độc đến khiến người ta không thể giải thích được. Mà người như thế, từ đầu đến cuối, cùng sẽ không tìm nguyên nhân ở chính bản thân mình, các nàng chỉ biết cho rằng người khác có vận may tốt, được ông trời chiếu cố tất cả đều trở thành lý do dĩ nhiên để nàng làm chuyện xấu mà vi ngưng tử chính là điển hình trong đó nàng nhìn ánh nắng chiếu xuống bóng lưng mẹ con hai người dần đi xa chậm rãi cười xoay người nói với tạ thị nương chúng ta đi thôi tới trong viện của tạ thị tạ thị liền nhíu mày vẻ mặt nghiêm túc nhìn vân khanh hỏi vừa rồi ở chỗ tổ mẫu rốt cuộc xảy ra chuyện gì con không phải có chuyện gạt ta chứ Vân Khanh nhìn tạ thị gắng gượng, cả người không tự chủ được thả lòng rất nhiều, cười cười với bà, Lưu Thúy liền đi tới nói hết chuyện đã xảy ra, tạ thị nghe xong, vẻ mặt không thể tin được, chén trả trong tay lung lay, cái đó thật sự do nàng ta làm sao? Bà hỏi chính là chuyện vi ngưng tử trong thư viện quyến rũ Cẩn Vương Thế Tử, tuy đã qua thời gian chịu tang nửa năm rồi, đại ung trong nửa năm hiếu tang không thể tham gia tụ họp, người đang chịu tang sau nửa năm vào ngày thường có thể đi thăm viếng, vẫn không thể tham gia yến hội, cưới xin, linh tinh, cho đến một năm sau cởi y phục trắng mới xem như qua thời gian chịu tang. Ai chịu tang trong người phải tránh chuyện nam nữ, nào có ai lúc mới chịu tang phụ thân, trước mặt người khác ngang nhiên gây ra chuyện này. Lý ma ma trái lại không hề sợ hãi hay ngạc nhiên, nói, phu nhân, có câu nô tỳ đã muốn nói, nhân dịp hôm nay muốn nói hai câu tạ thị nhìn bà một cái ngươi nói lý ma ma dừng một chút sau đó nhẹ giọng nói phu nhân có nhớ ngày đầu tiên chúng ta cùng nhau dùng cơm thì nhị tiểu thư có kiêng dè gì không lý ma ma là hồi môn của tạ thị khi còn ở tạ phủ nhị tiểu thư trong lời nói của bà là chỉ tạ gì tạ thị nghe xong mày nhăn lại ánh mắt chợt lóe mới nhớ tới chuyện lý ma ma nói ngày ấy cùng lão phu nhân đón tiếp Bà liền không cố ý để phòng bếp để riêng thức ăn chay với thức ăn mặn, cùng đặt trên cùng một bàn, coi như muội muội bà thật sự là không kiêng kỵ ăn mặn. Điều này ở nhà giàu, người ta vô cùng kiêng kỵ, sau đó giấu giếm không ai biết cũng thôi vậy, nếu có ai nói chuyện này ra ngoài, người khác biết sẽ chê cười. Lại nghĩ đến vẻ mặt của Vi Ngưng Từ lúc trong thư viện, Tạ Thị hiểu được muội muội cùng cháu gái hai người không chừng còn để việc này ở trong lòng nàng khẽ thở dài một cái muội muội này nhất định là gấp gáp gà cho vi ra cuối cùng cũng không có khả năng lên được mặt bàn vẻ mặt bà mang vài phần đáng tiếc thôi được chờ lão ra trở lại ta lại đi hỏi muội ấy muốn mua viện như thế nào dù sao lão phu nhân đã lên tiếng rồi liền để các nàng dọn ra ngoài đi trên mặt vân khanh nở nụ cười nhẹ hôm nay xem như có thu hoạch lớn rồi mẹ vi ngưng từ tự mình gây ra rắc rối Tổ mẫu cùng mẫu thân đều muốn để các nàng đi ra ngoài, dù sao trong phủ này các nàng không ở lại được nữa rồi. Nghĩ vậy, tâm tình nàng liền tốt lên, vui mừng lôi kéo tạ thị hỏi, nương, cha uống thuốc đó cũng gần hai tháng rồi, đến hai tháng, lại nhìn nhìn, nếu thành công, nương liền có thể cho con thêm một tiểu đệ đệ rồi. Người cây nha đầu này nói cái gì đó, tạ thị nhìn thấy bộ dáng nàng cười khẽ, sảng giọng lời này một khuê nữ như ngươi có thể nói sao vân khanh vểnh môi hì hì đáp bình thường thôi chẳng lẽ nương không muốn có thêm đệ đệ bên cạnh sao muốn chứ sao lại không muốn nhiều năm như vậy rồi tạ thị vẫn suy nghĩ bà sờ sờ bụng nhưng không phải bà muốn có là có được chỉ lo cha ngươi khỏe lại hắn sẽ thường đi tới chỗ ba người kia hơn một tháng nay thẩm mậu uống loại thuốc này tâm tình cùng thân thể đều hơi xa suốt ngày thường không ngủ thư phòng, cũng là nghỉ ở chỗ của tạ thị, cũng ít động tâm tư, nam nhân thôi, cảm thấy mình không có năng lực, tự nhiên sẽ ủy hoài, bị ảnh hưởng. Nếu tốt lên, thế còn không phải như trước đây sao? Về đầu trang, chương 64, biểu tỉ muội cặn bã quanh co, một Thấy mày tạ thị lại bắt đầu mang vẻ lo lắng, Vân Khanh sợ bà lo nghĩ nhiều không tốt, lập tức nói sang đề tài khác, đúng rồi, hôm nay báo danh con còn gặp An Tuyết oánh nữa đó. Tạ thị cùng chi phủ phu nhân cũng có chút giao tình, hai bên nhìn nhau thấy cũng không tệ, cũng biết quan hệ của vị tiểu thư được chi phủ yêu chiều với Vân Khanh cũng không tệ lắm, thuận miệng nói, cũng rất lâu rồi không gặp nàng ấy. Sau khi hai mẹ con nói huyên thuyên một lúc, rồi Vân Khanh liền xoay người trở về phòng. Hai tiểu nha hoàn diều phi đan bị đánh hai mươi đại bản đến, để nàng dập đầu với Vân Khanh, Nhìn thấy vẻ mặt của người trước mặt tái nhợt, đầy nước mắt, Vân Khanh không đành lòng, vẫn chịu đựng cho nàng quỳ xuống dập đầu. Bích Liên có thể làm đến đại nha hoàn, nhất định là có sở trường, nhưng nàng đơn giản như vậy, hơi dễ xúc động, quả thật là điểm chí mạng của nha hoàn, một nha hoàn lại dám trước mặt chủ tử cáo trạng chủ tử khác, tinh thần trọng nghĩa hơi quá cao rồi. Nhưng cũng nên nói rõ một chút, con người Bích Liên không tồi nếu ý thức được thiếu sót của bản thân, sau này vẫn có thể dùng được. Người biết mình sai chỗ nào không? Xua tay bảo hai nha hoàn hai bên người đều lui xuống, chỉ còn lại lưu thúy cùng thanh liên ở trong phòng. Vân Khanh không nhanh không chậm nhìn nàng, mở miệng hỏi. Chịu đựng đau đớn trên lưng, phi đan cúi đầu nhận sai, nói, nô tỳ không nên nhất thời xúc động, bị người lừa gạt, đùa giỡn, lợi dụng. Còn gì nữa? gặp chuyện gì trước hết phải suy nghĩ trước rồi mới làm không thể tùy tiện được phi đan tiếp tục nói ánh mắt vân khanh nhìn chăm chú còn nữa không phi đan nửa quỳ nửa nằm úp sấp trên mặt đất lắc đầu không nói lưu thúy nhìn bộ dáng của nàng ngầm lắc đầu có lẽ trước kia luôn đi theo lão phu nhân lão phu nhân vốn là người khá dễ tính bích bình bên cạnh cũng không phải là người xấu bụng hơn nữa cha mẹ cũng có địa vị trong phủ phi đan không gặp vấn đề nào quá khó. Liếc nhìn Vân Khanh một cái, biết nàng hôm nay là muốn làm cho phi đan biết rõ mình đã sai chỗ nào, Lưu Thúy liền nói một câu, phi đan, chúng ta đều là nha hoàn của thẩm phủ. Phi đan lúc này mới tỉnh ngộ, nàng là nha hoàn của thẩm phù, tuy theo bên cạnh lão phu nhân, nhưng lâu dài mà nói, cũng là nha hoàn của phu nhân, đại tiểu thư, tất cả đều lấy lợi ích của thẩm phủ là quan trọng nhất mà hôm nay nghe vài câu xúi dục của biểu tiểu thư, liền tự cho là đúng, đi tới trước mặt lão phu nhân thể hiện cái gọi là chính nghĩa, nếu đó thật sự là do đại tiểu thư làm, sau này người trong phủ sẽ nhìn nàng thế nào, một người phản bội chủ tử mình lại đi lấy lòng người bên ngoài, đó không phải ăn cây táo rào cây xung sao? Mà các chủ tử ghét nhất chính là loại nha hoàn này, hôm nay không phải đại tiểu thư mở miệng, e rằng lão phu nhân không bán mình đi phu nhân cũng sẽ không nhìn đến nàng nữa. Nghĩ đến đây, nàng lập tức hiểu rõ, thành thật dập đầu nói, nô tỳ hiểu được, cảm tạ đại tiểu thư. Người hiểu được là tốt rồi, Vân Khanh cười nhẹ, trong mắt toát ra vẻ hài lòng, nói như vậy Phi Đan còn có thể dạy được. Nàng quay đầu nói với Thanh Liên, Phi Đan về sau sẽ ở cùng ngươi, trên người nàng có thương tích, ngươi chiếu cố nhiều một chút. Thanh Liên biết vừa rồi đại tiểu thư để mình ở trong phòng, cũng là nói cho mình biết nha hoàn có lòng bất trung thì không có lối thoát vội vàng gật đầu nói dạ được nô tỳ nhất định nghe theo lời của đại tiểu thư tốt lắm ngươi rồi nàng đi xuống đi đợi lát nữa mời đại phu đến xem đừng để bị thương gân cốt sau khi xử lý xong chuyện này vân khanh liền trở về phòng trong vô thức ánh mặt trời chậm rãi nghiêng xuống hoa quỳnh trong viện từng đám chen chúc cùng một chỗ từng đám trắng tinh khiết trong suốt mỹ lệ, theo cửa sổ chiếu rọi vàng rực lên thân thể nàng, tất cả đều tốt đẹp như vậy. Nàng cười cười, cầm sách thuốc cây hoa cúc lê bốn góc có hình hải đường trên bàn, sau đó nhìn qua. Ngày thứ hai, tạ thị liền bảo người đưa thiệp mời đến liễu gia, đúng lúc người liễu gia cũng đưa giấy đến cho thẩm phủ, thì ra liễu gia nhị thái thái nhậm chức chi huyện châu huyện đưa cả nhà trở lại. Lúc Vân Khanh nghe được tin này, mắt phượng ngầm mang ý cười nhà nhị thái thái này kiếp trước nàng không tiếp xúc nhiều lắm bởi vì rất ít qua lại nhưng nghe nói chuyện bên trong cũng phong phú ngoạn mục lắm cũng đủ để thuyết thư người kể chuyện kiếm chuyện kể rồi đến sáng sớm ngày thứ ba liêu thúy đã sớm chuẩn bị trang phục cho vân khanh nha hoàn mới tới gọi là thái thanh nàng từ ngăn tủ chọn ra hai váy mềm một cái là váy ôm ngực màu lam sen trắng Vài chiếc ngực có hình một bông mẫu đơn ung dung đẹp đẽ, quý giá. Một cái là vầy ôm ngực màu hải đường vạt áo có thiêu hình cành hoa. Nàng nhìn trái nhìn phải, cảm thấy cả hai đều không tệ. Liêu Thúy đứng bên cười nói, hôm nay tiểu thư phải đi qua nhà bà bác, chọn màu sắc tươi đẹp chút tốt hơn. Thái Thanh đồng ý gật đầu, lại lấy một cái váy dài hình hoa dài rác với ánh bạc như hơi nước, giúp Vân Khanh mặc hôm nay khi vân khanh rời khỏi liền phát hiện tay nghề trải đầu của nàng không tồi hôm nay nàng lại búi cho vân khanh kiểu tóc khá khéo léo lại chọn đôi cây châm hồng ngọc bốn bướm có tua hạt ngọc trai nhìn qua cả người lộ ra một cổ linh khí trải đầu không tồi vân khanh xoa xoa lên búi tóc khen nói mắt thái thanh hiện lên tia vui vẻ nói tiểu thư thích là tốt rồi vân khanh thản nhiên cười cười sau khi tất cả chuẩn bị tốt liền để thải thanh ở lại viện, mang theo lưu thúy cùng thanh liên xuất môn đi đến chỗ tạ thị. Tạ thị cũng đã rời giường, an bài trong phủ xong hết, để nha hoàn bưng đồ ăn sáng lên, sau khi hai người ăn xong mới đi đến cửa thúy hoa. Bởi vì lần này đi liễu phủ, hơn nữa tạ gì cùng vi ngưng tử đã có bốn người rồi, hơn nữa đều là nha hoàn của riêng mình, một chiếc xe ngựa có vẻ không đủ, cho nên có ba chiếc xe ngựa đợi ở cửa. Vân Khanh cùng Tạ thị ngồi trong xe ngựa thứ nhất, hai nha hoàn bên người cũng ở trên xe ngựa này, xe ngựa thứ hai để Tạ Dì cùng Vi Ngưng Tử ngồi, xe ngựa thứ ba để đặt lễ vật hai người mang theo, Tạ Dì lâu rồi chưa gặp Liễu lão phu nhân, biết phải mang quà tặng theo. Tối hôm qua Vi Ngưng Tử đã nghe Tạ Dì nói về tình hình của Liễu gia, biết ở Dương Châu phủ cũng là danh môn một phương, lại nghe nói Liễu gia cùng Thẩm phủ hai tháng trước xảy ra chuyện ẩm ý đó là vì đại cô nương hai nhà cùng một vị hôn phu mà náo loạn cả lên. vì vậy trong lòng nàng có chút chờ mong, không biết lần này có thể vào được mắt Liễu gia hay không. tốt xấu gì bên đó cũng từng là phủ quý tộc, hiện giờ Liễu đại lão gia cùng nhị lão gia cũng đều là quan lại. nếu có thể có quan hệ tốt với bên đó, chẳng phải so với nịnh bợ Liễu gia tốt hơn nhiều? mang theo loại chờ mong này, hai mẹ con tới trước cổng Liễu phủ, thị nhảy cảm phát hiện lúc này muội muội tới đây liễu phu nhân cũng không đến trước cổng đón nàng cũng không nghĩ nhiều nhanh chóng nhìn vào bên trong chưa đi đến trong viện ở xa đã nghe tiếng cười của liễu lão phu nhân truyền từ phòng tới tạ thị biết là nhị thái thái đã trở lại lúc vào phòng thường ngày không thấy có người ngồi đầy trong sảnh chính lúc này lại có nhiều người trừ liễu đại lão gia liễu đại thái thái liễu dịch nguyệt còn có vài khuôn mặt mới tuy vân khanh ấn tượng không nhiều vẫn là biết thân phận vài người trước mặt này liễu lão phu nhân vừa thấy các nàng tiến vào liền cười khanh khách mở miệng nói các ngươi đến rồi a à. một đôi mắt giống như tùy ý đảo qua nhìn tạ gì cùng vi ngưng tử vài lần nhìn thấy y phục các nàng hôm nay trong mắt có thể thấy được là không hề vui mừng tuy cố ý không để quá mộc mạc nhưng đứng bên cạnh vân khanh cùng tạ thị Y phục của Vi Ngưng Tử cùng Tạ Di vừa nhìn là biết đang trong thời gian chịu tang. Kể từ đó, tươi cười trên mặt Liễu lão phu nhân liền có vẻ rất cứng nhắc, nói với Tạ Di, "Đây là tố linh đi." Trên mặt Tạ Di đầy ý cười, lập tức đáp, "Dạ đúng, cô mấy năm nay ở kinh thành không tới thăm lão nhân ra, thật sự là áy náy." Bà nói xong, một bên bảo nha hoàn bên cạnh đem danh mục quá tặng chuyển lên liễu lão phu nhân chỉ nhìn lướt qua đáy mắt khinh thị càng thêm hai phần thái độ thản nhiên nói đến liền đến khách khí cái gì vân khanh ngồi trên ghế cây sồi nha hoàn mang đến khóe miệng giật giật nhẹ không thể thấy được trong mắt mang ý cười lúc tạ gì đến thẩm phủ bên người ngoài mấy dương y phục cùng mấy món hồi môn ra còn lại đều là ngân phiếu tiền bạc cùng khế ước điền trang bà đến gặp liễu lão phu nhân chỉ có hai ngày thôi có thể chuẩn bị được lễ vật nào tốt đây còn không chính là cái gì đó bình thường mấy năm nay thẩm phủ tặng cho liễu gia còn nhiều hơn tiệc mừng thọ của liễu lão phu nhân hàng năm tạ thị đều tặng hai xe lớn đồ vật thật tốt này nọ lại đây bạc để lót đường cho liễu đại lão gia tham quan một nửa trong đó là từ thẩm gia mà có tạ gì đưa danh mục quà tặng lên e rằng không có được sự coi trọng của liễu lão phu nhân mà đại phu nhân đứng bên, mắt liếc nhìn mấy loại đầu danh mục quà tặng, trong mắt mang ý cười nhạo, quả thật là trượng phu chết đến đây tìm nơi nương tựa mà, mấy món đồ này nọ như vậy đều không lên được mặt bàn, trong lòng cũng liền mang thất vọng, ánh mắt nhìn vi ngưng tử cùng tạ gì còn lạnh lùng hơn vài phần so với lúc vừa vào cửa. Vì ngưng tử trái lại rất thông minh, nói lần đầu gặp bà bác, nhất định phải dập đầu bái kiến, liễu lão phu nhân cũng không từ chối để ngân hạnh cầm phúc tự quỳ đoàn đỏ thẫm cho nàng. Vi ngưng tử liền cung kính dập đầu lại liễu lão phu nhân ba cái. Hành động như vậy, thật sự đã khiến liễu lão phu nhân tươi cười, bảo nàng đứng lên, liền mở miệng nói, Vân Khanh, lại đây, người thật lâu không gặp nhị biểu mợ cùng nhị biểu tì biểu ca, hôm nay cùng biểu tỷ ngươi gặp mặt đi. Chỉ thấy một phụ nhân mặc áo khoát tơ lụa xanh ngọc có hình hoa sen váy lớn dệt kim màu vàng nhạt như màu ngũ cốc chín ngồi phía trên bên trái. Đó là nhị biểu mở, nàng nhìn lên bảo dưỡng cũng không tệ lắm, nhìn qua cũng liền 40 tuổi, nhưng dưới mắt có hơi thâm, hình như nghỉ ngơi không được tốt lắm. Hai người vân khanh cùng vi ngưng tử theo lễ ra mắt, mỗi người được một vòng tay bạch ngọc. Mà ngồi bên cạnh bà là nam tử 25 tuổi, mặc áo đỏ rực cổ tròn tay áo nối liền, trên thắt lưng đeo đai vàng nạm ngọc mang đôi giày gấm dệt kim bộ dáng cũng coi như tuấn tú nhã nhặn hắn là con của đại biểu mở liễu dịch dương trong đám cháu trai đứng hàng lão đại từ sau khi thi đạt tú tài liền tìm cái chức quan nhàn hạ ở nhà mỗi ngày đi vòng vòng y phục lụa là tràn đầy tính công tử liễu dịch dương đứng dậy hành lễ với tạ thị cùng tạ gì xoay người nhìn y phục váy dài bên cạnh tạ thị khi nhìn thấy mắt đen đẹp của vân khanh đáy mắt chợt léo cười nói, Vân Khanh biểu muội đã lâu không gặp, trái lại trổ mã càng mê người. Lời này nói quá mức lỗ mãng rồi, tạ thị nhăn mày, liễu đại phu nhân vội vàng đứng lên hòa giải, nói, còn có một biểu muội nữa mà. mươi 65, biểu tỷ muội cặn bã quanh co, hai Liễu dịch dương lúc này mới nhìn thấy bên cạnh tạ gì còn có một nữ tử, dáng người mềm mại đáng yêu động lòng người, tư sắc cũng không tệ, nhưng hắn nhìn loại này giống như tiểu thiếp cùng nữ tử thanh lâu cũng không để trong lòng thản nhiên nói vị này là ngưng tử biểu muội vì ngưng tử đối với hắn cũng không có thiện cảm gì đáy mắt chỉ nhìn được đến thẩm vân khanh lại là một nam nhân đã kết hôn nàng không có hứng thú nhưng vẫn theo quy củ hành lễ nói ngưng tử ra mắt biểu ca bên người hắn là một nữ tử dáng người gầy khô áo dài gấm xanh cũng không che được làn da nàng vàng ố là chính thê hoàng thị của liễu dịch dương tuổi nàng với hắn không chệnh lệch lắm nhưng nhìn qua lại thấy giả hơn rất nhiều hơn nữa vừa nhìn là thấy kiểu bệnh lâu không chữa trị trong lòng nàng ôm một nam hài ba tuổi khuôn mặt tròn trịa đôi mắt mượt mà đầy tò mò không ngừng nhìn chằm chằm vân khanh hoàng thị nhẹ nhàng cười cười với vân khanh cùng vi ngưng tử để các nàng đứng dậy sau đó lấy hai miếng ngọc bội ngọc bích khác nhau đưa cho hai người vân khanh nhớ rõ kiếp trước hoàng thị cũng là bệnh như vậy sau đó gần một năm sau qua đời liễu dịch dương khi đó liền đưa một thiếp thất hắn thích lên làm chính thất nhưng dường như ngay sau đó đứa nhỏ cũng chết ngoài mặt nói là không cẩn thận ngã chết nhưng vân khanh nhớ rõ đã nghe tạ thị nói qua lúc đó toàn thân viễn ca nhi đều là dấu mắt nhéo dấu bỏng cùng một số dấu vết lung tung thân người nhỏ gầy giống như còn da bọc xương có lẽ là bị mẹ kế ngược đãi mà chết. Ti ti mũ ti ti. Mà khi đó đại thái thái ngấp nghé tài sản thẩm ra, nhìn thấy thanh danh nàng bị hủy hoại, liền động tâm tư, nói muốn cho Vân Khanh làm quý thiếp của đứa con mình. Nàng tuy là một con gái thương nhân bình thường, nhưng từ nhỏ được đương ra chủ mẫu dạy con dưỡng cái, tạ thị cũng không muốn con gái phải đi làm thiếp, nhưng với tình hình lúc đó, lại có hơi động tâm dù sao đến nhà cô mình sống cũng khá giả hơn người khác sau đó lại nghe vân khanh thì sống chết không làm thiếp tạ thị mới từ chối cuộc hôn nhân này nàng nghiêng mắt nhìn liễu dịch dương nhìn thấy bên mặt nhã nhặn của hắn phối hợp với y phục trên người ai có thể nhìn ra nam nhân bên ngoài tô vàng nặng mọc này lại là người có thể đem thiếp lên làm vợ nhìn con trai ruột của mình bị ngược đãi mà chết đừng nói làm thiếp ngay cả làm vợ nàng cũng tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến. Nàng nhìn Viễn Ca Nhi nho nhỏ, tuy còn nhỏ nhưng vẫn nhìn ra được là một đứa nhỏ rất thông minh, trong mắt đen đen, mang tia linh hoạt, tay nhỏ bé vỗ vỗ chơi đùa hạt châu trên y phù hoàng thị, rất dễ khiến người ta yêu mến. Gặp hết biểu nhị cữu mẫu, đại biểu ca cùng đại biểu tẩu, ngoài ra còn có một nữ tử, có hai nha hoàn ở bên, là nữ nhi của nhị biểu mở, liễu dịch tâm, nhỏ hơn Vân Khanh một tuổi, bộ dạng không phải đặc biệt xuất sắc, thuộc loại tương đối thanh tú. Gặp qua một vòng, nhị biểu mợ cùng đại biểu tẩu cho hai người một vòng tay bạch ngọc, một ngọc bội ngọc bích. Liễu lão phu nhân lúc này mới mở miệng nói với vi ngưng tử, đến đây, nếu là lần đầu gặp mặt, bà bác đương nhiên cũng muốn tặng đồ cho ngươi. Dứt lời, liền liếc nhìn ngân hạnh một cái, ngân hạnh lập tức lui ra ngoài, một lát sau, trên tay cầm một khay tròn gỗ khắc hoa màu đỏ. Liễu lão phu nhân lấy cái hộp trên khay tròn đó, ánh mắt ba người liễu đại thái thái, liễu nhị thái thái, còn có liễu dịch nguyệt đều nhìn theo động tác của bà, muốn nhìn xem lão phu nhân sẽ lấy ra thứ tốt gì. Trong lòng vi ngưng tử cũng kích động, trên người nàng không có mấy trang sức phù hợp, mỗi ngày đều mang mấy thứ như vậy, tạ gì không chịu cho, ngân phiếu đều rất keo kiệt, trong của hồi môn của mình xác thực có đồ tốt này nọ cũng không chịu cho nàng để nàng mỗi ngày đều hâm mộ trang sức trên đầu vân khanh đều thay đổi như trong chóng. Liễu lão phu nhân nhìn thấy ánh mắt của nàng mở hộp ra bên trong là một đôi khuyên tai đèn lồng chạm kim ngư, một đôi vòng sợi bạc hoa sen, một đôi châm bạch ngọc trắng mà vàng đưa cho vi ngưng tử nói đây là cho ngươi nhìn nhìn xem sao. Tạ gì vừa thấy đáy mắt lộ ra vẻ mặt khó chịu lông mày vi ngưng tử trong nháy mắt hiện lên không ngờ hai đồ vật khác nhau này nhưng trong tưởng tượng của nàng kém quá xa, nhưng trên mặt một chút cũng không để lộ ra, thậm chí mang chút kinh hỉ nói cảm ơn bà bác. Liễu phu nhân gật đầu, đem hộp đưa cho nàng, tạ thị nhìn thoáng qua trong hộp đó, cũng hơi hơi kinh ngạc, lúc trước ở trong nhà, phụ thân, mẫu thân cũng không có vì xuất thân của tạ tố linh mà xem nhẹ nàng, mẫu thân của bà ta là mỹ nhân do tiên hoàng ban thưởng cho, phụ thân bất đắc dĩ thu nhận mỹ nhân đó cũng thất bại buồn bực mà chết nữ nhi do nàng sinh do phụ thân cũng mẫu thân nuôi dưỡng như nữ nhi của mình khi đó thái độ của cô đối với bà cùng tố linh đều giống nhau cho bà cái gì cũng cho muội muội cái đó mà lần này đồ liễu lão phu nhân cho nhìn qua tuy không tệ nhưng mấy thứ đồ vật này nọ trong liễu ra mà nói là không thèm để mắt đến nhất đại nha hoàn có thể diện cũng sẽ được ban cho như vậy nhớ tới lúc cho vân khanh liễu lão phu nhân cho trang sức vàng ròng cây châm đá quý so ra đáng giá hơn tạ thị cúi đầu nhấp ngụm trà trong lòng có suy nghĩ khác hay là hiện giờ liễu gia đối với bà nhiệt tình là vì bà còn có tác dụng nếu về sau bà cũng giống như tố linh liễu gia sẽ đối với bà như thế nào một lát sau đại nhân các nàng bắt đầu trò chuyện liễu lão phu nhân để liễu dịch nguyệt đưa vân khanh liễu dịch tâm vì ngừng tử đến bên kia chơi đùa khi tới bản nguyệt các của liễu dịch nguyệt, liễu dịch nguyệt liền nói với ba người các nàng, các ngươi tới nơi rồi, mau ngồi đi. Y hệt dáng vẻ chủ nhân. Vân Khanh theo lời nàng ngồi xuống, trong lòng có suy nghĩ khác, liễu dịch thanh là tỷ tỷ ruột của liễu dịch nguyệt, quan hệ hai người cũng không tồi. Nàng không biết liễu dịch nguyệt là loại người sẽ quân pháp bất vị thân, vì đại nghĩa không quản người nhà, cho dù trước đây là liễu dịch thanh quyến dụ tề thủ tín trong lòng nàng dự định cũng oán hận mình lắm đây. Thật ra Vân Khanh nghĩ cũng không sai. Liễu dịch Nguyệt sau khi biết chuyện cũng náo loạn một chút. Nhưng đã bị Liễu Đại Phu Nhân gian dậy rồi. Liễu Đại Phu Nhân vẫn là nhìn xa trông rộng. Biết chuyện này là do Liễu dịch Thanh tự mình chuốc khổ. Cũng không trách Vân Khanh được. Hiện giờ loại tình cảnh này cũng không có cách nào sửa chữa được nữa. Sau khi đưa Liễu dịch Thanh đến tể ra, thuận tiện không có nữ nhi đó ý của bà chỉ là muốn lập lại quan hệ tốt một lần nữa với tạ thị thẩm phủ mới lấy tiền được cho nên liễu dịch nguyệt cho dù có giận cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài mặt nhưng đáy lòng vẫn tính kế làm vân khanh phải ấm ức mỗi lần vân khanh đến liễu ra đều cho nàng cùng liễu dịch thanh đồ vật này nọ lần này lại không có động tác gì liễu dịch nguyệt liền có chốt mất hứng đánh giá vân khanh từ trên xuống dưới cuối cùng dừng ở trang sức trên người nàng Nàng nói vài câu hình thức, liền uống ngụm trà, làm bộ như mới nhìn bộ dáng của Vân Khanh nói, "Biểu tỉ, trên đầu tỉ cái cây châm nhìn thật đẹp, là mua ở cửa hàng nào vậy? Muội cũng muốn mua một cái." Vân Khanh đã sớm cảm nhận được ánh mắt nàng đánh giá nàng như hình với bóng, lúc trước hay tặng đồ vật này nọ cho Liễu Dịch Thanh, lúc đó vẻ mặt nàng ta chẳng phải đều lanh lợi nhìn đồ vật này nọ sao? Nàng cười cười, nâng tay sờ soạn một chút cây châm trên đầu mở miệng nói, ánh mắt Nguyệt biểu muội thật lợi hại a, à. cây châm này là tỷ lần đầu tiên cài đó, ở Dương Châu này không mua được đâu, đây là cha tỷ mua ở lung linh trai ở Kinh Thành cho tỷ đó, nơi đó cái gì cũng đều là có một không hai. Nghe Vân Khanh nói thế, đồ vật có một không hai liễu dịch Nguyệt càng thích, nàng vô cùng hâm mộ nhìn chằm chằm cây châm đó, thật là xinh đẹp, mỗi hạt chân châu đó đều lớn giống nhau. Cùng với huyết bảo thạch cùng tôn lên, lập tức liền có vẻ cao quý không ít nha, mắt dưỡng thật tinh tường. Đương nhiên là tinh tường rồi, nếu không sao có thể đem việc buôn bán của thẩm gia càng làm càng lớn được. Đối với phụ thân, trong lòng Vân Khanh vẫn là kính nể, mỗi lần phụ thân bất kể là lên phía Bắc hay là ra biển, đều sẽ mang vài vật hiếm lạ, xinh đẹp gì đó về cho nàng, cây châm này là một trong số đó. Đúng vậy, cha đối với tỷ rất tốt, Vân Khanh làm bộ như nghe không hiểu lời nàng muốn ám chỉ, uống ngụm trà, thản nhiên đáp. Biểu tỷ này sao hôm nay phản ứng chậm như vậy, còn không biết đem cây châm đó cho nàng nữa. Liễu dịch nguyệt nóng này đứng lên, ngày thường chỉ cần nàng nói như vậy, bình thường đều có thể lừa Vân Khanh lấy cái gì đó. Lâu ngày, lần này không lừa lấy được đồ gì trên người Vân Khanh, nàng liền khó chịu. Chẳng lẽ biểu tỷ nghe không ra, hai mắt nàng nhìn chằm chằm trên đầu Vân Khanh sau đó nhỏ giọng nói, đáng tiếc đã không có. Muội thật sự thích lắm Nga. Đối mặt với cử chỉ nàng như vậy, Vân Khanh làm như không nghe thấy. Kiếp trước mỗi lần hai tỷ muội liễu dịch thanh, liễu dịch nguyệt nhìn thấy nàng có thứ gì tốt, đều ra vẻ đáng yêu, mở miệng hỏi, cuối cùng chính là muốn lấy đi đồ này đồ nọ của nàng. Đời này, nàng biết, mọi người đều chỉ biết tính toán gì đó với người khác thôi, muốn cũng đừng hòng. Nàng có mốc lắm mới cho các nàng. Liễu Dịch Nguyệt không ngờ Vân Khanh lại cứ ngồi đó giả mốc, vẫn cứ tiếp tục uống trà, giống như cây chén bé lắm ấy, nhìn nghiêm túc như vậy, thật là tức chết nàng mà. Nàng nhìn lướt qua cây châm đó, càng nhìn càng thích, càng là thứ không chiếm được, nàng lại càng cảm thấy nó tốt, liền nhẹ khụ một tiếng, nói với Liễu Dịch Tâm, "Muội muội, muội nhìn xem cây châm trên đầu Vân Khanh biểu tỷ có phải rất đẹp không a?" À? Liễu Dịch tâm thật ra cũng một mực đánh giá y phục Vân Khanh, nàng bởi vì phụ thân nhậm chức nhỏ ở Châu huyện, nên đến Dương Châu phủ, tuy rằng là tiểu cô nương 12 tuổi, đối với những thứ xinh đẹp vẫn không thay đổi theo đuổi như cũ. Sớm biết hôm nay Vân Khanh đến, Liễu Dịch Nguyệt liền tìm nàng đến, nói là hai người cùng đi muốn lấy cái gì đó của Vân Khanh. Nàng vốn lần đầu trở về, làm sao lại nghĩ đến chuyện này? nhưng liễu dịch nguyệt nói với nàng vân khanh biểu tỷ có cái gì đều rất đẹp lại lấy những thứ vân khanh cho ra cho nàng xem vòng tay đó khuyên tay nhìn hai mắt nàng lóe lên ánh vàng yêu thích không buông tay liễu dịch nguyệt lại nói thẩm phủ là nhà giàu nổi tiếng ở dương châu mấy thứ này không đáng là gì làm nàng không khỏi động tâm đồng ý cùng liễu dịch nguyệt muốn lấy thứ gì đó của vân khanh mắt thấy liễu dịch nguyệt trực tiếp mở miệng thất bại sau đó ra ám hiệu với nàng vì thế liễu dịch tâm dựa theo cách hôm qua hai người bọn họ đã bàn bạc với nhau cầm điểm tâm trong tay thả xuống trực tiếp đưa tay tháo vòng tay bốn chỉ bạc nạm vàng xuống cầm trong tay sau đó mang đến trước mặt vân khanh vân khanh nhìn khuôn mặt mũm mĩm còn mang nét trẻ con của liễu dịch tâm không hiểu lắm đây là muốn làm gì phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn